Hello, tiếp tục lại là mình nha các anh em ơi. Xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình này. Thì đầu tiên mình xin chúc tất cả anh em là có một thứ hai đầu tuần thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha anh em ơi. Thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em cách hack nhờ 20.000 quân huy, ok 20.000. Cái nhờ này ứng dụng mới, cái nhờ trang mới này thì nó cũng gọi là anh em của ứng dụng mgen.xyz thôi, nhưng mà nó nâng tầm hack quân huy lên anh em ạ. Đó thì mở ra cơ hội cho hệ điều hành iOS đó, anh em nào iOS thì bơi hết vào đây nhá, bơi hết vào đây và làm theo mình hướng dẫn thì chắc chắn sẽ ok thôi. Đó đó, mở ra cơ hội cho iOS thôi, nhưng mà iOS thì nó ngang với Android cả, thì anh em theo dõi này. Đó, bắt đầu let's go. Đầu tiên thì anh em vào vào chôm, vào chôm đó, vì nói đoạn này là anh em vào mạng của anh em ấy đấy, anh em hay dùng cái loại gì để vào mạng thì anh em vào cái đấy, ok mình làm vào mạng được là được. Thì cái nhỏ anh em tìm và tải tìm vào cái trang này cho mình, gì nhập mod quân huy nhá, quân huy .ga nhá. Đây đấy, nó sẽ ra giao diện này, nó gần giống cái chấm mgen.xyz. Và ở anh em lưu ý nhá, có hai lưu ý trong này thì mình sẽ nói nhá, ok. Thì mình sẽ lấy cái gì nhỉ, lấy cái mình sẽ lấy cái open id của mình vào đây. Rất là nhiều anh em sợ mất nick thì đây open id của mình đấy nhá. Đó anh em so từng ký từng số từng chữ cho mình đấy, mình sẽ chép dán nguyên ơi chưa x ra mà đòi quay ra ngoài đấy. Thì mình đã lấy cái open id rồi thì mình sẽ dán ngay vào đây luôn đấy. Đó rồi giờ anh em đó, nếu anh em không tin nhá, so từng số từng chữ, ok đó là việc của anh em đó. Mình nhớ nói đi nói lại rồi, mình hiểu tâm lý của anh em là sợ mất nick đấy, thì mình sẽ để nguyên cái open id của mình đấy, từ lúc chép đến lúc dán vào thì để nguyên như này đấy. Anh em không tin anh em kiểm tra, ok. Đây tiếp theo này, đây đoạn có lưu ý thứ nhất này, anh em mở cái quân cái số lượng hack quân huy lên, anh em chọn 20.000 quân huy cho mình thôi nhá, không nên chọn 50.000 quân huy nhá. Đấy thì video sau mình nếu mình làm thì mình sẽ giải thích, ok anh em nên chọn 20.000 quân huy thôi nhá, nên chọn, ok anh em lưu ý đoạn này cho mình, lưu ý thứ nhất đấy. Lưu ý thứ hai này, cái số sứ mệnh này anh em không nên mở nhá, không nên mở, ok anh em hình dung lên này, mở nếu mình hack được quân huy á thì về nó nằm ở nick mình chưa tiêu thì không sao, chứ mở sổ sứ mệnh rồi là nó mở ra luôn đấy, mở ra luôn là không được đâu, mở ra luôn là nó dễ bị phát hiện anh em ạ. Đấy mình gọi là làm chui mà để phát hiện thì không được đâu. Anh em nhớ nhá, hack được quân huy thì phải ít nhất 3 giờ sau phải tiêu cho mình nhá, ít nhất 3 giờ sau anh em mà tiêu luôn là gọi là đúng, gọi là có bị sao thì đừng có kêu mình, ok. Hệ điều hành này thì cũng giống như hệ cũng giống cái mgen.xyz thôi đó, Android và iOS thì anh em hệ điều hành nào thì anh em mình nhấn vào đấy. Như anh em hệ điều hành iOS thì anh em cứ chọn iOS cho mình nhá, mình đang Android thì mình sẽ chọn Android, ok. Thì nó phần nó giống trên điện thoại cả, thế nhưng mà anh em không đừng có so sánh máy tính hay điện thoại, mình làm trên máy tính hay điện thoại. Và cái đấy vậy, chỉ cần như vậy là xong thôi nhá. Anh em lưu ý là cái cây hack này, cái anh em đừng có xóa nhá, cái cây hack này anh em đừng có xóa đi. Thì về cây hack này thì mỗi cái này là gọi là của máy rồi, của cái ứng dụng này rồi, thì anh em cứ giống nhau thôi, ai cũng giống nhau cả đấy. Anh em cứ để nguyên như này cho mình, ok. Anh em có hai lưu ý nhé, mình nhắc lại này, quân huy này anh em chỉ chọn 20.000 cho mình, ok, chọn 20.000, số sứ mệnh không được mở, anh em lưu ý nhá. Có hai lưu ý rất quan trọng đấy, anh em không được dính cho mình, ok. Đấy cái chat room này thì nó mình đọc qua thì nó cũng tương đối giống cái mgen.xyz thôi, thì nó anh em nhau cả anh em ạ. Đây thì mình sẽ bắt đầu này, anh em lưu ý nhá, có hai lưu ý quan trọng đó, anh em mà dính vào có bị sao thì đừng có kêu mình đấy. Còn cái giờ mình giải thích thì về video sau mình sẽ giải thích cho anh em. Cái lưu ý thứ nhất chứ, còn cái lưu ý thứ nhất là chọn 50.000 quân huy, còn cái lưu ý thứ hai thì mình giải thích lúc nãy rồi. Thì đến đây nhá anh em, vui lòng này anh em chú ý. Mình sẽ quay lại đường quân là hơi lâu ấy. Đấy, thế đơ là hơi giật mình. Đấy, quay lại chôm. Thì anh em chọn cái ô thứ hai để cho mình nhắc tải một ứng dụng đọc báo, gọi là đọc báo, ok. Đây anh em, đây anh kéo xuống nhá, từ tải ngay này, từ free này, anh em tải một xíu thôi. Thì đấy. Đấy. Tải thì nó có 20 MB thôi, tải cũng nhanh thôi anh em ạ. Không sao đâu, anh em cứ tải đi. Đây anh em chú ý đoạn này cho mình này. Rồi, tải xong anh em đừng có mở ra nhá. Tải xong không cần mở đâu. Anh em quay lại chôm này. Đấy, quay lại chôm anh em để như thế này, ok. Quay lại chôm đến này. Xong anh em quay lại quay ra này. Đấy, được chưa? Anh em nhìn nhá. Anh em kệ nó chưa xác nhận, anh em đừng có đọc ở cái dòng này, và anh em nhìn cái chữ trên nó đang xoay này. Cái trang này này, Garena Liên Quân này, anh em nhìn thấy không? Nó đang xoay này. Mình
Không biết anh em có thấy cái chuột chạy của mình nhỉ? Đấy, anh em nhìn cái trang nó đang xoay không? Đấy, cái góc trên cùng tay tay trái của anh em, góc trên cùng tay trái, ok, nó anh em thấy nó đang xoay là ok đấy. Đấy, CH Play này anh em nên tải về là được, không cần mở đâu, không cần vào thêm. Đấy, cái đoạn này anh em tải cái đọc báo đồng bào này xong, anh em quay lại zoom đây này, đó, xong em lại nhấn cái nút quay ra nhé, quay ra một lượt để anh em kiểm tra xem cái Garena nó đang chạy này, được chưa? Đấy, vậy là xong ứng dụng này rồi, thì anh em xong cái trang này rồi anh em quay lại với nhỉ Liên Quân. Đây, anh em đoạn lưu ý nhá, lưu ý này, đâu nhỉ? Đây, và chọn nạp quân huy nhá, vào cái trang nạp quân huy mà bên cạnh cái số quân huy của anh em có dấu cộng, anh em click vào này. Đấy, anh em nạp trong game đấy. Em chọn cái gói ba quân huy 3920 quân huy, anh em chọn cho mình nhá, click vào, ok. Anh em chọn cho mình 5 lần, 1 lần này, 2 lần ở đây, mà bây giờ bắt đầu với 2 lần này. Cứ thanh toán xong là anh em tính nhá, 3 lần này, 4 lần này. Đấy, mình sẽ thanh toán như này 5 lần, cứ nó cứ hiện lên anh em ở đây, nó cứ hiện thanh toán thất bại là ok đó. Đây, rồi bắt đầu mình ra túi đồ bán vật phẩm thì bán cái này thì cứ bán một vật phẩm lấy đến 5 vàng thôi. Cái này bán hết đi cho gọn bớt đi. Ok, đấy, vào đấu luyện anh em, vào đấu luyện này, tập huấn đấu luyện cho một vị tướng bất kỳ. Đấy, anh em thích cho tướng nào cũng được, không nhất thiết phải giống mình. Slim lại 2AD solo đấy, thì anh em đây là cái ứng dụng mới nhá, cái không phải mới thì mới tương đối thôi, chỉ có hai lưu ý đó thì anh em lưu ý cho mình nhá, nhất định phải lưu ý, ok, đừng có phạm vào là được. 20.000 quân huy và đừng có mở số sứ mệnh. Nếu mà hack được quân huy về nick rồi thì cái số sứ mệnh thì bao nhiêu chẳng mua được, nên anh em đừng có ham cái số sứ mệnh nhá. Đấy, nâng cấp này, mắc vàng mắc cấp lấy ít nhất ở trong này chỉ cần 1 phút hơn là được thôi, không cần 1 phút rưỡi đâu, 1 phút rưỡi cũng được thôi, nhưng mà 1 phút hơn là được rồi. Đây, lên lấy một mạng là được. Anh em cứ yên tâm nhé, không mất nick đâu, cứ thoải mái đi, anh em tin thì cứ so chỗ của mình. Đấy, theo nát thì trong ngày hôm nay thì anh em US làm theo nhá, anh em US làm theo đi, cho không được thì cũng comment lên, mà được thì comment lên cho mình đó. Có rất nhiều anh em mình là nói đấy, mình chắc là cầu xin nhiều lắm anh em mới comment lên hay sao ấy. Có người vừa làm được mà comment lên là còn rút. Anh em yên tâm đi, may mắn lên là làm được thì anh em còn không ngờ đâu, rất là nhiều người còn không ngờ được. Một phút 17 rồi này, để mình thoát cho nhá, xem con đi có cái nick của mình hay không này. Đấy, 63.852 quân huy rồi, 20.000 quân huy đã về nick của mình anh em ơi, quá là dễ luôn đó. Thì mình anh em làm theo này, cả hệ điều hành và iOS thì anh em lưu ý này, chỉ có 3 lưu ý nhá, thì trong cái trang cái trang mốt quân huy.ga thì anh em lưu ý nhá, có hai lưu ý trong cái trang ấy, thì có hai lưu ý là cái chọn gói 20.000 quân huy thôi, không nên chọn gói 50, ok. Mà cái lưu ý thứ hai đó là không nên mở cái số sứ mệnh nhá, mở chọn số sứ mệnh, ok. Mà lưu ý thứ ba này đó là cái lúc mà anh em nạp thẻ cái lúc mà nạp trong game thì anh em 5 lần đó, chọn cái gói nhiều nhất cho mình là 3.900 mấy đó, ok. Chọn gói cuối cùng ấy, đó, chọn gói nhiều nhất ấy thì làm nạp 5 lần cho mình, 5 lần vào là được đó.
đó có ba lưu ý đó quan trọng thôi. Thì đây anh em nào là mình sẽ bật có cáp trước vừa làm vừa nói, thì anh em nào làm được thì vui lòng comment lên cho mình nhé, không làm được thì cũng comment lên. Ok, trang phục này thì có hai gói số sứ mệnh thì anh em biết rồi đấy. Anh em hình dung nó, nếu mà hack được cái số sứ mệnh á thì nó hack được mở số sứ mệnh á, nó mở ra thì nó dễ bị phát hiện hơn. Ok đấy, còn con nếu mà con Huy nó về nick của mình này thì cứ để nguyên này, khoảng 3 giờ sau, ít nhất là 3 giờ sau thì anh em phải mua thì không sao, nó đỡ. Thì hai gói số sứ mệnh 39 này thì 39 vượt cấp nữa thì anh em nào yêu cầu mình tặng mình sẽ tặng nhá. Còn trang phục này không biết có gì mới không nhỉ. Tu Len Tân Thần Thiên Hà 599 con hiện rất là đẹp này đó, trước khi mới ra nhiều anh em comment muốn sở hữu lắm. Violet Thần Long Tỷ Tỷ, Butterfly sát thủ đi đấy, sát thủ Murat MBT thần tượng học đường này đó. Nên nhờ Jin diệt diệt nguyệt sử tử sĩ chứ, tử sĩ đúng không, Nagrod B3 công nghệ, Rắc Chiến Thần Mùa Mây Thái đấy, Crick nắc máy này đấy, 399 quân đi đấy. Enzone Chiến Binh Trăng Khuyết này cũng rất là nhiều anh em muốn comment sử comment muốn sử này, ra ta từ từ lệnh Việt Trinh. Ok, nói chung là rất là nhiều trang phục đẹp trong này, anh em thích trang phục gì thì vui lòng nhá, vui lòng. Rất là nhiều anh em comment muốn sử trang phục và chỉ trong quả cáp cũng có đâu, thì anh em đã thích trang phục gì rồi vui lòng nhìn trong phần quả cáp có cái trang phục mà mình thích không thì hãy comment. Ok đó, mình chân thành cảm ơn đấy. Thì anh em muốn nhận trang phục gì thì việc comment lên cho mình tên nick kèm tên trang phục mà mình yêu thích, và đặc biệt là phải xem hết video cho mình đó, anh em phải làm đầy đủ các bước like bật chuông đăng ký kênh rồi thì mình kiểm tra đợi anh em đầy đủ cả thì mình mới tặng quà cho anh em được. Ok cho mình xin phép tạm dừng video ngày hôm nay của mình tại đây thôi, chúc anh em nào làm theo nhé may mắn và thật là thành công nhé đó, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.